Sáng nay, Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chính thức xin lỗi gia đình bệnh nhân và thừa nhận có sai sót chuyên môn trong quá trình phẫu thuật nhầm chân cho bệnh nhân Trần Văn Thảo, 37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội. Tại buổi họp báo, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cho biết, ngay sau khi biết thông tin, bệnh viện đã gặp gia đình xin lỗi và yêu cầu các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình 3 chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để theo dõi, điều trị cho bệnh nhân bình phục. Toàn bộ chi phí điều trị cũng như theo dõi sau này, bệnh viện sẽ miễn phí hoàn toàn. Là... Liên quan đến ekip phẫu thuật xảy ra sai sót, ông Giang cho biết đã đình chỉ toàn bộ và yêu cầu viết bản tường trình. Đồng thời, bệnh viện cũng thành lập hội đồng chuyên môn để ra soát lại toàn bộ xem sai sót xảy ra ở khâu nào, sau đó sẽ có kết quả kỷ luật chính thức. Trước đó ngày 19 tháng 7, bệnh nhân Trần Văn Thảo, 37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội, được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật chân trái do bị liệt dây thần kinh chảy trước tuy nhiên sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân đã phát hiện bác sĩ đã mổ nhầm chân phải